Hồng Phượng xin kính chào quý vị khán giả. Quý vị đang theo dõi chương trình tin tức sức khỏe được phát sóng trên kênh YouTube Tuệ Tâm Giác Ngộ. Kính chúc các khán giả thân thiết của kênh sẽ luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và bình an trong cuộc sống. Trong chương trình ngày hôm nay, xin được gửi tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Cụ bà 102 tuổi vẫn khỏe mạnh, minh mẫn, nhờ một củ, một nước sẵn ở chợ Việt, giá chỉ vài nghìn đồng. Mến chào quý cô bác đang theo dõi video trên kênh Tuệ Tâm Giác Ngộ. Kính thưa quý cô bác thân mến, mới gần đây có một cụ bà ở Trung Quốc đã chia sẻ về bí quyết để luôn minh mẫn, khỏe mạnh dù đã ngoài 100 tuổi rồi. Điều đặc biệt là bí quyết này không hề cao siêu mà rất quen thuộc, dễ dàng áp dụng đối với người dân Việt Nam chúng ta. Đó là bà cụ Ngô Vân Nam, hiện đang sống ở tỉnh Chiết Giang của Trung Quốc. Năm nay đã 102 tuổi, nhưng mà vẫn nói chuyện rành mạch, sức khỏe thì tốt, tinh thần thì minh mẫn. Cụ rất chú trọng trong việc vệ sinh cơ thể của mình, lau mặt nhiều lần và chải tóc 10 phút mỗi buổi sáng. Việc chải tóc đều đặn sẽ giúp lưu thông về máu, ngăn ngừa xơ cứng động mạch và não, suy giảm trí nhớ ở người già. Cụ bà 102 tuổi này không kén ăn, thường ăn cháo vào bữa sáng, ăn các món nhẹ bụng vào buổi trưa và buổi tối. Điều đặc biệt hơn là trong chế độ ăn uống của cụ là mỗi một ngày đều ăn từ 1 đến 2 củ khoai lang, có thể ăn thay cơm và uống trà xanh mỗi ngày. Thói quen này đã duy trì hàng chục năm qua, vẫn được các bác sĩ đánh giá cao, bởi vì đây đều là những thực phẩm rất tốt cho sức khỏe. Khoai lang. Theo như bác sĩ Chu Á Cầm, hiện đang là giám đốc khoa y cổ truyền của Trung Quốc, Bệnh viện Nhân dân Hải Ninh, hiện đang ở Chiết Giang của Trung Quốc, thì thói quen ăn khoai lang sẽ có liên quan đến tuổi thọ và sức khỏe của con người. Khoai lang có chứa nhiều dinh dưỡng, ít calo, hầu như là không có chất béo và cholesterol. Các chất như là kali, beta-carotene, axit folic hay là vitamin C, B6 có trong khoai lang đều giúp ngăn ngừa các bệnh về tim mạch. Chuyên gia dinh dưỡng Asako Miyashitan cho biết rằng khoai lang là một trong những thực phẩm được người Nhật rất ưa chuộng để sống lâu và khỏe mạnh. Các nghiên cứu cho thấy khoai lang có thể giảm lượng đường trong máu, cung cấp được dưỡng chất để cơ thể chống lại lão hóa. Khoai lang có nhiều chất xơ, tốt cho tiêu hóa và duy trì cân nặng để người khỏe mạnh. Loại củ này cũng giàu vitamin A, góp phần làm giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng, cũng như là các bệnh về mắt liên quan đến tuổi tác. Chế độ ăn mà giàu chất chống oxy hóa, beta carotene có trong khoai lang được chứng minh là liên quan đến việc giảm nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân, theo như một phân tích tổng hợp vào năm 2016. Trà xanh. Bác sĩ Chu Á Cầm đánh giá cao về thói quen uống trà xanh của cụ bà 102 tuổi này. Theo như một nghiên cứu từ Nhật Bản chỉ ra rằng những người mà uống 5 cốc trà trở lên sẽ có nguy cơ tử vong thấp hơn những người không uống. Trà xanh thì dồi dào chất ống chống oxy hóa, có lợi cho tim mạch và nổi bật với khả năng chống viêm, cải thiện huyết áp cũng như là giảm cholesterol xấu. LGCG của xà danh đã được chứng minh là có tác dụng ức chế sự phát triển của các khối u. Theo bác sĩ Cổ Đông Phong của Viện Khoa học Y tế Trung Quốc, càng uống trà lâu thì lợi ích cơ thể càng nhiều, chẳng hạn như giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch hay là đột quỵ. Ngoài ra thì trà xanh còn đem đến nhiều tác dụng tích cực cho mọi mặt về sức khỏe, như là cải thiện về miễn dịch này, giảm khả năng mắc các bệnh Parkinson và ngăn ngừa bệnh tiểu đường. Muốn sống lâu, cần tuân thủ 3 không. Ai làm được, cứ yên tâm hưởng phúc. Kính thưa quý cô bác, theo những nghiên cứu của Tổ chức Y tế Thế giới cho thấy, lối sống đóng một vai trò quan trọng đối với sức khỏe và tuổi thọ của con người.
Các yếu tố khác như là di truyền, điều kiện kinh tế, vân vân cũng chỉ là ảnh hưởng tới sức khỏe con người, nhưng mà không tác động mạnh như là lối sống. Từ đó ta có thể hiểu được rằng tầm quan trọng của việc duy trì những thói quen tích cực có lợi cho sức khỏe như thế nào. Để có được cơ thể khỏe mạnh, ổn định, chúng ta cần duy trì 3-0 ở 3 thời điểm này. 1. Buổi sáng. Không đứng dậy vội vàng. Mỗi buổi sáng thức dậy, chúng ta tuyệt đối không nên dậy đột ngột và vội vàng. Thói quen này có thể khiến cho cô bác nóng mặt, đau đầu, khó chịu. Vốn dĩ rằng huyết áp của chúng ta sẽ xuống thấp khi mà chúng ta nghỉ ngơi và tăng nhanh khi chúng ta thức dậy. Nếu mà bật đứng, bật dậy quá vội vàng, huyết áp sẽ tăng đột ngột, dễ cho khiến huyết quản căng, nứt vỡ, ảnh hưởng tới não bộ. Vì thế, để đảm bảo sức khỏe ổn định, chúng ta nên nằm thư giãn, nghỉ ngơi tại chỗ khi vừa thức dậy. Đây cũng là khoảng thời gian đánh thức cơ thể hoạt động trở lại. Không bỏ bữa sáng. Có nhiều người còn có một thói quen là bỏ bữa sáng. Đây là một trong những thói quen làm cho sức khỏe giảm nghiêm trọng. Khi mà chúng ta để dạ dày trống, hệ tiêu hóa sẽ bị ảnh hưởng mạnh. Không chỉ thế, huyết áp giảm xuống sẽ càng khiến cho cơ thể chúng ta mệt mỏi, thiếu năng lượng. Chưa hết, nếu như cô bác giữ thói quen này lâu ngày, sức đề kháng, khả năng miễn dịch của cơ thể sẽ giảm sút rất nghiêm trọng đấy. Không tập thể dục quá sớm. Buổi sáng là thời điểm thích hợp để tập thể dục thể thao, tăng cường sức khỏe. Từ khoảng từ 6 đến 8 giờ, chúng ta nên vận động cơ thể để cơ thể dẻo dai, khỏe khoắn cả ngày. Khoảng từ 3 đến 4 giờ sáng là lúc chúng ta không nên ra khỏi nhà để tập thể dục, bởi vì lúc này rất dễ cảm lạnh, thậm chí có thể gây ra đột quỵ. 2. Sau khi ăn. Không đi dạo. Đi dạo ngay sau khi ăn được nhiều người áp dụng. Thế nhưng trong thời điểm này, đi bộ khiến cho cô bác dễ bị đầy hơi, buồn nôn. Nếu duy trì thói quen này lâu ngày, chúng ta dễ bị bệnh dạ dày bởi vì thức ăn chưa tiêu hóa xong. Không vội ngủ. Nằm ngủ ngay khi vừa ăn xong là một những thói quen ảnh hưởng xấu tới sức khỏe của con người. Chúng ta thường cảm thấy buồn ngủ ngay khi vừa ăn no xong, nhưng mà không nên đi ngủ ngay, bởi vì lúc này thức ăn chưa tiêu hóa hết. Cô bác nên ngồi nghỉ ngơi, thư giãn trước khi chìm vào giấc ngủ dài. Đặc biệt là những bệnh nhân trào ngược, dạ dày thực quản càng là đối tượng không nên nằm sau khi ăn. Không uống trà. Khi chúng ta nên uống trà sau khi ăn khoảng 1 giờ thôi. Nếu như mà uống trà ngay sau khi ăn, một loại axit có trong trà bắt đầu đi vào đường tiêu hóa, sẽ ức chế tiết dịch dạ dày, dịch ruột, gây khó tiêu. Bởi vì vậy, uống trà ngay vừa khi ăn xong không phải là thói quen tốt. 3. Trước khi đi ngủ. Không ăn quá nhiều. Vào buổi tối, chỉ nên nạp một lượng thức ăn vừa đủ thôi. Không có ăn quá no, hệ tiêu hóa sẽ phải hoạt động hết công suất để tiêu hóa hết lượng thức ăn trong cơ thể. Nếu ăn quá no, cô bác dễ rơi vào tình trạng khó tiêu, khó ngủ. Không chỉ vậy, thói quen này còn khiến cho vi khuẩn đường ruột gia tăng, gây hại cho cơ thể mình. Không tập luyện cường độ cao. Sau khi ăn, mỗi một người chỉ nên tập luyện với một cường độ nhẹ. Tập thể dục vào buổi tối thường sẽ không đạt được hiệu quả cao như là buổi sáng, bởi vì cơ thể dễ hưng phấn, khó chìm vào giấc ngủ. Bởi vậy, nếu có thể, cô bác nên dành thời gian vận động vào ban ngày và nghỉ ngơi vào buổi tối. Không sử dụng điện thoại di động. Theo như báo cáo của các nhà khoa học, khi chúng ta sử dụng điện thoại di động để dẫn đến tình trạng khó ngủ, làm giảm trí nhớ, tăng nguy cơ béo phì. Vì vậy, sau khi ăn tối và trước khi đi ngủ, nên hạn chế sử dụng điện thoại, laptop. Tốt nhất, cô bác nên để cơ thể có
có thời gian nghỉ ngơi, thư giãn trước khi chìm vào giấc ngủ. Người Nhật luôn làm một việc ngay sau khi thức dậy, bảo sao tới già vẫn khỏe mạnh, ít bệnh tật. Cô bác biết không, người dân của xứ sở mặt trời mọc có một nguyên tắc quan trọng giúp bản thân khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng, luôn thực hiện vào thời điểm ngay sau khi thức dậy. Sau khi thức giấc vào mỗi sáng, người Nhật sẽ sử dụng 1 đến 2 cốc nước ấm. Họ chỉ uống nước không quá nóng hay là quá lạnh, đồng thời uống từ từ trong thời gian sớm nhất có thể. Thậm chí còn có khi uống trước khi đi đánh răng. Sau đó khoảng 45 phút, họ mới uống thêm một cốc nước nữa rồi mới bắt đầu ăn sáng. Về cơ bản, thói quen này sẽ giúp giảm bớt áp lực trong cơ thể, làm loãng máu, giúp cơ quan nội tạng hoạt động trơn tru hơn, dưỡng da ngay khi vừa thức giấc. Có nhiều người cảm thấy lo ngại về việc vi khuẩn trong miệng tồn tại trong suốt cả đêm, lại mở mắt ra uống nước như thế có bẩn không? Tuy nhiên, dù có đánh răng hay không, miệng vẫn sẽ chứa vi khuẩn. Nhưng mà cô bác có thể yên tâm, bởi vì trong ruột và dạ dày của mình có một số tế bào khử trùng. Khi uống nước, chúng sẽ tiêu diệt vi khuẩn. Vi khuẩn trong nước không gây ảnh hưởng tới sức khỏe của chúng ta. Phương pháp uống nước này đã được người Nhật Bản đảm bảo giúp hệ tiêu hóa khỏe mạnh, luôn tràn đầy năng lượng và lại góp phần giảm cân hiệu quả. Những loại nước lên uống vào buổi sáng để tăng ích lợi. Để vừa cấp nước sau một đêm ngủ dài, giúp thanh lọc cơ thể, chống ung thư, cô bác có thể bổ sung những loại đồ uống dưới đây vào buổi sáng mỗi ngày. Nước lọc. Khi uống khoảng chừng từ 200 đến 300ml nước lọc ngay trước bữa sáng khoảng 30 phút, đường tiêu hóa sẽ được làm sạch ngay khi dạ dày còn rỗng. Cô bác lưu ý rằng uống thành từng ngụm nhỏ thôi, uống từ từ, không nên uống quá nhanh. Tùy theo khối lượng vận động của cơ thể và nhiệt độ thời tiết mà lượng nước này có thể tăng hoặc giảm. Nếu sử dụng nước còn khoáng chất thì cơ thể sẽ hấp thụ tốt hơn so với nước tinh khiết. Nước mật ong. Mật ong mang lại năng lượng cho cơ thể cao hơn so với sữa khoảng 5 lần. Do đó nó rất thích hợp để bổ sung vào mỗi buổi sáng, trở thành năng lượng để các cơ quan vận hành. Đặc biệt là mật ong còn hỗ trợ cơ thể đào thải nhiều chất cặn và thanh lọc bộ máy hoạt động. Cô bác nên pha mật ong với nước ấm, dùng vào buổi sáng khi bụng còn đói để làm sạch dạ dày, loại bỏ chất thải, đồng thời giúp cơ thể tạo ra tế bào máu mới, phục hồi kháng khuẩn, thúc đẩy tái tạo collagen. Nước ép rau củ. Nước ép rau củ tươi tự nhiên sẽ cung cấp cho cơ thể chất chống oxy hóa, dinh dưỡng. Khi sử dụng, cô bác có thể lựa chọn rau củ có hàm lượng dinh dưỡng cao, tốt cho cơ thể mình, phù hợp để ép, như là rau chân vịt, rau cải xoăn hay là cà rốt. Để bổ sung năng lượng cùng với cốc sinh tố rau củ, chuyên gia dinh dưỡng cũng khuyên rằng nên chọn một loại protein có thể đến từ sữa chua, sữa bò ít béo hoặc là bột protein cho những người theo chế độ ăn thuần chay. Chất béo lành mạnh như là bơ cũng rất hữu ích cho việc cung cấp cảm giác no để bắt đầu một ngày mới. Nước uống detox. Nước lọc kết hợp với cùng một số loại trái cây như là dưa chuột, chanh hay là cam, hay là pha phút giấm táo là một cách thanh lọc cơ thể hiệu quả. Những loại trái cây này đều chứa nhiều vitamin, dưỡng chất. Chẳng hạn như chanh và cam có nhiều vitamin C, tăng cường miễn dịch. Còn giấm táo giúp tăng cường trao đổi chất, giảm huyết áp, giảm cân. Còn dưa chuột thải độc tố trong cơ thể. Có thể bổ sung thêm các loại thảo mộc như là húng quế, bạc hà, mang đặc tính chống oxy hóa, kháng phẩm và chống huyền, chống viêm. Uống nước đúng cách để không phản tác dụng. Không uống nước lạnh. Buổi sáng thức dậy, các cơ quan trong cơ thể rất dễ bị tổn thương nếu chúng ta uống nhiều nước lạnh, đặc biệt
là nguy cơ gây ra bệnh đường tiêu hóa. Trên thực tế, chúng ta nên uống một cốc nước ấm vì nó có thể thúc đẩy quá trình hoạt động của dạ dày và ruột của mình tốt hơn, từ đó thải độc ra khỏi cơ thể hiệu quả hơn. Không uống đồ có ga. Nên hạn chế dùng những đồ uống có ga, nhất là vào buổi sáng, bởi vì loại nước này chứa nhiều đường sẽ tạo gánh nặng cho dạ dày khi vừa mới thức dậy. Uống lâu ngày còn có thể dẫn đến cơ thể bị béo phì. Hy vọng rằng những thông tin mà chúng tôi cung cấp ở trên sẽ giúp cô bác biết thêm về những bí quyết vàng thực sự đơn giản, dễ áp dụng, mang lại hiệu quả cao trong việc kéo dài tuổi thọ, đảm bảo cơ thể luôn khỏe mạnh, ít bệnh tật khi về già. Cảm ơn cô bác đã theo dõi hết video ngày hôm nay. Nếu cô bác thấy video này hay, hữu ích, đừng quên nhấn like, share, đăng ký kênh để nhận được nhiều video mới nhất từ Tuệ Tâm Giác Ngộ. Xin chào và hẹn gặp lại cô bác trong những video tiếp theo.